áp lực quá về cà lôn quẩy, không phải là áp lực quá, mình kiểu là trên trên cao mình không có hứng, mình không có hứng chơi game nữa. Các bạn thấy không, mình đánh mình toàn muốn kiếm cái này muốn kia, chôn 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 không mà đánh như vậy, với lại đánh như nó phải nghiêm túc, im im không có chôn, không có đùa giỡn, không nói chuyện được, anh em xem mất vui. Về đó là thấp giao lưu với anh em cho nó vui ha. Chết luôn, chết luôn nè, đùa hả? Đứt lưu hai cái hồi máu lại liền. Combo con này cứ bay vô WE thì chứ sao bạn. Full tất thì xài W, nếu mà nó nhắm nó chạy được thì xài E.
Đánh luôn như sậy. Bé hồi chiêu đúng không? Dây này đi chạy cho nó nhanh. Game mới là game gì? Tí nữa mình chơi để các bạn biết là hay lắm. Game hay, đồ họa cũng đẹp. Không, nick kia không bị ban. Mình đánh thế này là tí mình giao lưu với anh em luôn. Đậu xanh này thì được tiền ăn chia luôn, hay vậy. Ôi ông này hay quá, tóc biến đi con. À, bỏ hay chưa, hay chưa, mình được tiền ăn chia luôn. 300 300 thơm liền. Đi qua đây cướp chim, cướp cướp người đá tiếp. Tắt cam tí nhá. Nôm na game kia là game nhập vai. Ấy da, trời ơi, không kịp W luôn. Không chết luôn kìa. Rồi thôi xong rồi đó. Ờ, con đỡ giùm, may quá. Tí nó là nghèo rồi. Mua đồ cướp tiếp, cứ mua đồ cướp cho nó giàu. Ở rank thấp các bạn cướp thôi là các bạn đủ giàu. Tí nữa mình nhảy một phát là một thằng.
chạy gấp. Cướp 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 cướp. Cái này lên gì thấy các bạn ấy nó cũng tốt phết. Riven biết chơi biết combo ấy. Bỏ thôi chứ mình không có bụi, mình không chơi được nó. Tí nữa mấy thằng này thì một hit. Anh được phát lục sau 1-7 rồi. Rồi giờ nhảy cái là thấy xiền niễn rồi đó. Ây da, trời ơi, gần chết không à. Ôi, smite sao mình không sai. Ây da, đầu cái gì mà đầu. Last one hit. À, quên bật cam cho anh em nữa. Nó kiệt sức mình không đủ đam. Quả đấy nó không có kiệt sức là mình giết sạch luôn á. Ba thằng gần chết rồi. Nó cho mình ăn cái kiệt sức, mình không có đủ đam. Không, quả đấy không ăn kiệt sức là giết hết, giết sạch, giết xong lụm hồn qua xỏ thằng khác chết liền. Thôi mình tranh thủ mình qua cướp tiếp. Qua kiếm thằng Lee Sin chứ. Mà thử chiêu chiếu qua kiếm thằng Lee Sin thôi. Để cướp xong rừng đã. Rồi đó, tôi cướp xong hết rồi nha. Thôi anh sứ giả đi. Để trụ cái, nãy giờ lo cướp quá nên không có lo đi anh. Ấy da. Hồi nào sứ giả ơi, sứ giả hồi máu, sứ giả hồi máu rồi. Ý sao ăn được. Ăn của tôi hả? Dễ gì mà ăn được của tôi. 150 hồn đi mới mạnh được. Mấy thằng này vậy.
nhẹ phát chết. Giáp không có, sát lực mình nhiêu rồi? Sát lực của mình là 36 rồi. Thêm cái này 10 nữa là 46 rồi. Giáp nó có 52 rồi, bay vô cái bốc hơi. Chu đam. Để xem mình revenge chịu được mấy hit. Mấy cái kích bò này. Đậu xanh cái con Morgana nó còn đồ hồ cát nữa. Dí cho chết, tôi giết luôn bây giờ dí. Ủa Lee Sin giáp gai kìa. Lấy đồ lầy dữ vậy. Trăm năm mươi hồn rồi, cho one hit hết. Tí mình lên cung xanh luôn. Để xem coi còn được chói được nữa không, có chói được nữa không. Ây, đụng nước nó quấn mình. Quá kinh khủng rồi. Đó, bây giờ là one hit nè. Nhảy vô một cái là thấy không thấy hơi đâu luôn rồi. Lên thêm cái phong thần kiếm nữa. Mất tiêu luôn. Chịu bắn đâu rồi?
Ôi, tính tốc biến qua đây nhảy vô con Morgana mà không được. Trụ xong đủ phong thần kiếm không ta? Cái chính đủ rồi. Rồi nha. One hit, one hit. Để tôi lên cái này, cung xanh luôn. Ôi ôi tôi mạnh kìa. Tôi quá mạnh so với quy định. Lên thêm cái nỏ thần này nữa. One hit. Giáp bao nhiêu chứ đủ. Quỷ Lee Sin. Quỷ Lee Sin đâu rồi? Rồi mua thuốc vô. Rồi cung xanh này giờ one shot. Mua thuốc vào mới có hút máu. Tí mình đổi cái này thành cái gì đó. Đổi cái giày thành món chí mẹ. Giao điện. Nambaron kìa.
DC muốn thử không? Này thì giáp gai nè. Giáp nhiều quá ha, nghe giang hồ đồn giáp nhiều lắm. Giáp gai cũng chết. Chịu sao nổi tôi được. Làm mình mất cái Baron kìa. Khốn không? Tí bán đồ rừng level cực không? Ở đâu á? Vô cực. Sáu trăm mười đam đã đỡ hộ. Sao không có con rồng đam nữa nhỉ? Mấy thằng kia tôi đụng vô cái là 2k đam mà, đụng nhẹ vô cái là 2k. Giáp bao nhiêu cho đủ? Cái nhảy này không thua 3000 đam nữa, các bạn tin không?
Giáp bao nhiêu cho đủ? Trúng hả? Ông phiêu ra ông bị gì vậy? Ánh này đi. Chắc mình lên rìu đen. Bỏ này lên rìu đen. Mất miếng đa. Họ yếu đuối vậy là đấy, phiêu ra áp cây có chừng thua về nhà thôi. Ăn con rết á. Công ty tôi hồi mát lẹ, công ty ông hồi được bao lâu? À đây rồi. Không vô được. Cản lính lại. Vũ công đâu? À, tôi đợi vũ công là sao mà? Mày này. Con đấy nó ghê lắm, đừng chơi với nó. Vài chơi đó. Rồi, ok, Baron. Mày đụng cái con Vlad cái là nó hụp à. Thằng cái đồ hồ cát thằng thì hụp. Giờ chỉ có bớt chết Riven hay bớt chết Lee Sin thôi. Đụng mấy thằng kia là nó hụp liền à. Xong Riven rồi đó. Rồi Baron. Vay nó có đồ khỏe lắm rồi. Đép đi mình kiếm tiền này các bà con. Mình dư giả lắm rồi. Càng lây mình càng mạnh thôi.
Chắc dám vô à? Đậu xanh nó, mỗi thằng nó chịu một ít, còn cái đồng hồ cát nữa. Gà, gà. Tôi ghét chứ phải nhà lén đây này. Về thôi. Có bao giờ lấy gì phê? Ghét tôi quạt phá nhà lén luôn. Lên tam hợp. Con này lên tam hợp ngon luôn ta. Ê tam hợp bây giờ, cái móng vuốt bây giờ cộng 50% sức mạnh công kích cộng thêm đúng không? Cái móng vuốt đúng không? Thử coi. Lên cái móng vuốt coi. Sáu mươi. Tôi ra rồi. Té đi, còn kịp. Chạy hộ. Không được khều nó một cái. Khó quá nhỉ. Bỏ cái gì lên chì gai đây. Hai thằng rồi. Rồng anh tuổi. Mình không có rồng đam nào bực mình ghê. Thằng này đam nó to lắm rồi, không có khám phép. Bây giờ mình phải lên cái gì đó. Bỏ này lên chì gai đi. Cho nó có tí kháng phép. Ủa sao mình lại 628 đam? Ủa kiếm đang cưa bây, chì gai bây giờ nó hết giảm hồi chiêu rồi đúng không ta? Ủa sao chì gai mất giảm hồi chiêu rồi? Anh bá vậy là thua rồi. Anh bá vậy thua rồi. Combat ấu vậy thua rồi. Combat vậy thua rồi. Nó rồng ngàn tuổi lên sau đét. Trời ơi. Tự nhiên thua luôn. Lên cái gì, lên cái gì cũng thua hết á. Không có ad được, nó có ra liên tục không có ad được, đậu xanh. Giết quá trời mạng. Không, mình chơi chỉ là mình test cái độ nguy hiểm của Ranga ở dưới lên thấp thôi. Chứ ad được, cái này do mình không ad thôi. Mình muốn thử xem mát đồ nó mạnh cỡ nào. Nhãn cái là chết nhưng mà